Trời, nếu không biết anh sẽ nghĩ anh là thợ sửa xe hơn là bác sĩ. Anh đang châm biếm tôi hả? Không tin tưởng tôi sao? Đàn ông nào bị hư xe, dĩ nhiên là mở cốp trước nhìn tới nhìn lui. Nhìn cái gì chứ? Không phải, tôi đang tìm. Xe bị sao vậy? Nằm đường rồi. Có cần phụ không? Anh cũng muốn nhìn sao, nhìn đi. Tôi đang bận lắm, cho mượn chiếc xe một lát nha. Nè nè nè, không lẽ anh định bỏ đi như vậy sao? Bà có sao không? Đau quá. Ông à, nè bà, ông à, bà đừng sợ. Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi sẽ giúp bà. Cho tôi coi thử đi, còn thấy không khỏe ở đâu không? Bà đừng sợ, xe cấp cứu sẽ tới ngay. Henry bên anh thế nào rồi? Hơi thở yếu lắm, có thể là bị máu làm nghẹn hay bị lửa chặn lại rồi. Bác sĩ, đầu tôi nhức quá. Bà đừng sợ, để tôi xem, để tôi xem. Nè, thật ra hai người định đi đâu vậy? Đón Phan Thiết đang sợ. Bé CDT vượt qua chặng đầu, tính ra cũng phải đi ăn cơm chiếc mừng cổ chứ. Trời, sao nói chuyện nghe khổ sở vậy? Những chuyện này cũng tương đối thôi. Nếu thực sự có vấn đề thì cứ nói thẳng ra đi. Bây giờ đâu phải một người ở trái đất, một người ở sao Hỏa đâu. Muốn tìm hiểu đâu có gì khó. Đó là lời nói kinh nghiệm sao? Nếu anh không ngại là thành công hay thất bại thì coi như đúng đi. Anh và Francis có chuyện sao? Đó chính là vấn đề tôi muốn giải quyết, nhưng mà lại không thể trao đổi được. Thật ra trao đổi với phụ nữ nhiều khi có những chuyện cổ không muốn nói. Có phải chúng ta không nên suy nghĩ? Thôi thì mặc cho cổ không nói, chúng ta cũng không hỏi. Đó có được gọi là tự lừa dối mình và không chịu cầu tiến không? Ý tôi nói cho đôi bên có thêm không gian, đủ tính lực thì đúng hơn. Tôi chỉ cảm thấy cổ có vẻ thật như là mệt mỏi lắm. Đối diện với anh à? Cũng có thể. Hay là bản thân cổ? Cũng có khả năng đó. Ê, thật ra đàn ông và phụ nữ chung sống có ai mà không đau đầu chứ. Nếu như những phiền não đó là bình thường, tại sao chúng ta lại lo nghĩ những phiền não bình thường đó chứ? Chấp nhận đi. Sao tôi nghe kỹ, tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn logic. Tôi thật không hiểu anh muốn nói cái gì nữa. À, phàm phu tục tử đó. Nói gì thì nói. Đúng ra anh định đi đâu vậy? Đi lấy xe mới. Nếu không, tôi đâu có không lấy xe ngồi đây với hai người. Hết, vậy thì đi.